hẳn chỉ có tình nghiệm cô gái thôi em. Lấy kinh nghiệm cô gái làm gì? Em thích chơi bia. Ủa khoan, kinh nghiệm cô gái. Ôi, cô gái anh. Hê hê, bạn nào đang bị chơi là nghèo hoặc là vừa bị mất ạc xong, úi giời, đừng lo, đã có sách hỏi tv.com tài trợ đây rồi. Ngại gì với giá cả, chỉ với giá 20k đổ lại, bao gồm các phòng quay cực kỳ thú vị và đặc biệt nằm đây. Sao có thỏ cực kỳ uy tín và gió thỏ làm chỗ nên anh em mình cứ quay đi đừng ngại. Còn chung sao gì nữa, hãy truy cập ngay shop hỏi tv.com nha. À, anh Duyên. Trời, cái gì mà la lớn vậy trời. Ôi như quan tươi nó sống hay sao mà la dữ vậy. Khó lộn quá trời. Được chứ, la cũng hay được hơi phải thôi chứ. La gì mà la lớn vậy trời. Thì vô chưa cực được cái gì hết trơn mà la làng la sớm mà chưa bật mít chưa gì hết trơn mà la dữ vậy. Đừng để anh Giang nóng hơi cọc đi em. Tính là anh Giang nóng nhiều hơn em luôn á. La làng la sớm là suốt ngày con gái con đứa ghét quen hả. Trời ơi, con gái con đứa gì đứa con gái mà. Con gái con đứa tưởng đâu đi như đứa con trai chứ dẹp luôn. Để chế anh Giang vui quá à. Chết đời này mê trai là khổ nhất. Vui ha, anh thấy có vui được trời. Quê bái luôn. Quê. Anh không vui nhưng em vui. À chứ là tại fan hâm mộ quá thì chơi chung giai đoạn mới vui cho anh. Đúng rồi, em hơi thích anh Giang luôn. Em năn nỉ chị Họ lắm, chị anh chị Họ mới cho em vô á. Đó, giờ mãn nguyện cho cô nương. Mãn nguyện rồi, ước gì được chơi với anh Giang hoài hoài. Ước gì được chơi với anh Giang hoài hoài. Thôi đi, anh Giang là của chị nha. Ừ, tại em muốn học hỏi kinh nghiệm á mà. Mày đừng có bốc quét. Kinh nghiệm gì? À, kinh nghiệm bắn hay á. Kinh nghiệm đấu trường. Đúng rồi. Vãi. Gì vui quá à, anh gái anh thôi em. Gái gì? Anh gì nói gì vậy? Anh chỉ có kinh nghiệm cô gái thôi em. Lấy kinh nghiệm cô gái làm gì? Em thích chơi bia hả? Ủa khoan, kinh nghiệm cô gái. Ôi. Cô gái anh. Đâu thì đợt trước chưa có ai thì đã có kinh nghiệm mà bây giờ thì có em rồi thì có thôi, kinh nghiệm. Thôi thôi bớt điêu. Kinh nghiệm cô gái luôn cơ. Thôi thôi chị Thỏ, thì con đàn ông mà luôn luôn phải có cái sự ham muốn đó mà chị. Cái kinh nghiệm thì trách truyền lại cho đàn em chứ ai nói gì đâu trời. Đúng rồi. Ghê nhờ. Trời ơi người. Anh không nói em cũng không biết anh có kinh nghiệm đó đâu anh. Cho kinh nghiệm này mình. À kinh nghiệm cô gái này mình luôn. Ok được đó. Nhưng mà tôi ở khi có em mà hết rồi. Bớt. Ủa nhưng mà nhau đâu. Sao anh Giang bảo là từ khi có em vậy? Em nói đúng rồi đó. Đúng rồi, chưa là gì của nhau mà. Đúng rồi, hiện tại là chưa là gì của nhau nhưng mà từ từ mới là được. Nhưng mà chị nghĩ là chắc không được đâu. Chị nghĩ là chắc không được đâu. Rồi, sao không được? Anh kinh nghiệm cô gái này mình rồi, không có em anh tha hồ mà cua. Ôi, cái gì trời. Đã nói là giờ có em rồi làm gì có cái đó. Thôi đi, thôi bắt bắt phét đi. Nói vậy đó tao dịu mềm lại hả? Không có đâu. Thiệt mà. Trời ơi. Vậy vẫn hay vui quá. Tại sao này à? Tới cảnh chứ tới đây. Chị có vui đâu em. Công cái lên là chị đấm không rồi. Cái rồi vậy. Ủa mắc gì chị đấm anh Giang. Chị với anh Giang có gì đâu. Thì đang cờ rớt với nhau thì cũng phải gọi là ghen chứ em. Ủa cờ rốt anh đã làm gì đâu mà em biết. Tính ra nếu như anh không nói có cơ kinh nghiệm cô gái thì em sẽ không có tức giận đến mức này đâu anh ạ. Không có lửa thì làm sao thôi. Thì xin lỗi. Bớt nói cho xem. Xin lỗi mà. Sao chị Họ cứ nhạc anh nghe nha, chị Họ giữ quá. Chị giữ thì chị mới giữ được cái của mình chứ em. Ôi vì anh ra đồ vật. Em không hiểu được cái từ mà người của mình nữa. Sao mà nãy em nghe chị nói là của. Trời ơi, thôi. Đừng nói nữa. Chị bỏ tay em luôn á, em nghĩ sao bỏ chị. Bỏ qua đi. Thôi bỏ qua đi. À, anh Giang ơi, không biết anh có ngại kéo em ganh không vậy? Ganh em tuột quá à. Kéo ganh? Dạ. Kéo ganh thì nè, đang kéo nè. Này thường mà. Thôi dạ.
đúng rồi, nhưng mà em muốn chơi anh với anh để học hỏi kinh nghiệm á. Thì sẽ chuyển đâu ra anh bắn team 4. Không, team 4 khó lắm, nhiều người nữa. Khoan, vậy là ý em muốn chơi riêng với anh Giang đó hả? Quá chuẩn luôn. Dạ, nhưng mà chị đừng có hiểu lầm nha. Em chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh Giang thôi. Chắc em học được không em? Dạ được, em học nhanh lắm luôn. Yeah. Dạ anh Giang nha, anh Giang. Thôi anh không biết à, em mới hỏi họ kìa. Anh biết. Nhưng mà chị nói trước nha, thà chơi một hai game, hai ba game thì được, nhưng mà đừng có chơi nhiều, chị không thích đâu. Em chỉ chơi chung với khoảng năm đồ, chơi chung với đồ của em thôi mà. Em mà có sao đâu em, chị chơi một hai game thì chỉ vài cái được rồi. Dạ, lỡ như em chậm tiêu anh Giang phải chỉ hoài hoài. Dạ được, em học nhanh lắm luôn. Dạ, chỉ thì chỉ xương xương thôi chứ chỉ dữ vậy à, không phải hả? Thì em lỡ như em chậm tiêu em không biết. Vậy luôn hả? Dạ. Này không biết nghe không? Này thì biết là fan này thì anh chơi chung thì bình thường, nhưng mà à anh chỉ trẻ nghe nè. Nhưng mà có sao đâu trời ơi, chị anh xem em như em gái đi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Sao trường hợp của em giống như cái trường hợp mà em giả bé gì để mà cho anh đó anh Giang? Sao giống lặp lại quá vậy? Có thành thật thật mẻ luôn rồi. Trời ơi, cái đó là chị giả hết. Còn em là em mới 24 rồi chị. Em chỉ muốn theo anh Giang là anh hai em thôi. Tin chứ, tin tới nếu là được. Phải, nhưng mà em chỉ là fan thôi. Ngoài em ra có rất rất là nhiều bé cũng muốn xưng như vậy. Không thể thiền vậy được. Nhưng anh mà anh chỉ chơi được một hai game thôi. Nhưng mà hai anh chị phải hiểu hoàn cảnh gia đình em. Em không có anh hai. Em không có anh hai, cho nên là em muốn anh Giang là anh hai của em. Vậy là em muốn trở thành em gái mưa hả? Không, phải là em gái nuôi chứ chị. Chơi sao chuyện này nó vớ vẩn nhờ. Thôi em thấy hợp lý mà. Hai anh chị cứ đặt trường hợp và hoàn cảnh của em là được rồi. Không cần nghĩ gì xa xôi hết á. Sao anh thấy em đi cái gì? Nè chị nói trước nha, chị sẽ đồng ý cho anh Giang kéo ranh của em. Nhưng mà chị nói trước, nếu mà chị mà thấy em có âm mưu ý đồ về gì với anh Giang thì đừng có trách chị nha. Trời, chị nói gì kỳ vậy? Em còn nhỏ mà, em còn chưa biết yêu là gì nữa mà chị tạo như thế. Thế nào là chị nói em là trà xanh? Đoán xem. Tính ra là chị không nói em như vậy luôn á, mà em đi tự nguyện vậy đó. Họ đâu nói em vậy đâu. Nhưng mà chị họ có nói là em ý đồ với anh vậy. Thì với họ chị nói trước thôi mà. Em cái gì một lần một hay là hai, không có vụ ý đồ gì đây đâu. Thôi nói tóm lại là cho chơi chung mới được chưa, khổ ghê. Nhưng mà đừng có mà kiểu hai mặt hai lời được rồi. Ủa chị nói gì kỳ vậy anh Giang? Vậy anh sao nữa, thì họ nói em vậy thôi thì được chơi chung mà. Ai cấm em không chơi đâu. Nhưng mà chị họ nói em hai mặt rồi. Kiếm đồng dao quá. Thôi em xin lỗi đi họ ơi. Em là con người biết điều mà sao trẻ nó thế. Trời ơi, xin lỗi con bé đi. Cái nào đúng là sai mà. Chị nói vậy thôi chứ em cũng hiểu sao em hiểu à. Tại em muốn anh Giang là anh hai em thôi. Em chơi cũng với anh Giang thôi mà. Bé nói gì rồi. Nói gì rồi bé ơi. Dạ khác đi anh Giang. Chi khác Halloween này đó phù mà kệ đi mà kệ đi. Gì nhanh vậy? Dạ đi mà. Em gần ngủ rồi. Được không bé ơi? Chơi đi. Em nói em chơi mà. Chị chị hỏi sao rồi. Đi ra đi ra. Dạ dạ. Đi mà không hề nói tiếng nào luôn. Phải chuẩn thiệt.